quất các bạn, quất Tết nhá. Đây là cây tầm đại đúng không nhỉ? Vâng, đây nói chung là trong vườn này chỉ tầm hàng đại, hàng này thì nó phải rơi vào tầm khoảng 2 mét mấy, còn đường kính tán của nó đều là 1m67 23 cây này, 23 nhớ mày gọi nữa à, anh em xem rồi tình hình thế nào, không chết ra sao. Nay cuối tháng rồi thế nào đang ngồi ấy. Nghỉ thôi anh ơi, đấy nó đúng là ban ngày của máy đúng như kiểu quả ép tim ấy, ấy vẫn nó nhảy đi. Cái có khách chưa? Dạ. Cái có khách lấy chưa? Cây này là cái gì? Quý đây. Quý à, quả quý 7 cây. 1 cây. 2 cây này. Giáp 3 cây này. 4 cây. Đấy. Cái này là bác chưa gõ nó lên cho nên là nó vẫn lè xe. Vâng, ba là nó bỏ hết này kia rồi nó lên hết này. Nặng quá. Ngoài nó bắt nó đọc là đọc ở dưới như vậy, nói anh thông cảm như đến như các nghệ sĩ nhưng mà nhảy ra sân khấu đẹp như vậy rồi để không có đẹp hơn vợ con mình. Con để gì tân trang này. Bây giờ bác xem như thế này là Tết nó chín không nhỉ? Đây là những cái form tròn như này nhưng mà bé nhỉ? Không bé đâu anh ạ. Hàng này của nó là cũng 1,5 mét rồi. Đây là hàng tầm trung. Tán đều 1,6 mét hết. Con này là